Ninja Lead lại được tréo tên, sai rành rành còn ngang nhiên muốn khiêu chiến với tài xế. Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại một khoảnh khắc đáng chú ý của người phụ nữ đi xe máy tại ga hiệu Lead khiến cư dân mạng ngay lập tức bàn tán xôn xao. Theo đoạn clip ghi lại, người phụ nữ đang chạy xe trên đường thì bất ngờ định rẽ qua bên kia đường. Đáng chú ý, chị này còn không bật xi nhan. Không những vậy, nữ tài xế còn ngang ngược cố tình tông hai lần vào xe ô tô đi bên cạnh với vẻ mặt bực dọc. Toàn bộ hành động của người phụ nữ được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã lập tức nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi ngán ngẩm trước cách đi đứng của người phụ nữ lẫn thái độ xử lý tình huống khi tham gia giao thông của chị. Bên cạnh đó, không ít dân mạng cũng tỏ ra cảm thông với bác tài ô tô trong tình huống này. Dù bản thân chẳng có lỗi lầm gì nhưng vẫn bị người phụ nữ gây sự, thậm chí còn cố tình làm hỏng xe. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng đoán được bác tài là người rộng lượng không muốn so đo với phụ nữ nên vẫn nhìn cho qua chuyện. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.